Theo báo cáo chỉ số giá bất động sản sau vi Việt Nam quý 1 năm 2024 vừa được công bố vào ngày hôm nay cho thấy chỉ số giá nhà ở Hà Nội tăng mạnh trong khi đó chỉ số này ở thành phố Hồ Chí Minh lại giảm nhẹ. báo cáo chỉ số giá bất động sản Seville Việt Nam quý 1 năm 2024 chỉ ra hai thái cực đối lập, trong khi chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội trong 3 tháng đầu năm có xu hướng tăng mạnh thì thành phố Hồ Chí Minh lại giảm nhẹ. Tại Hà Nội chỉ số nhà ở đã tăng 8 điểm phần trăm so với quý trước lên 142,5 điểm. Chỉ số này đã tăng 37% kể từ khi chạm mức đáy ở mức 104,1 vào quý 3 năm 2019, giá nhà trung bình là 44 triệu đồng một mét vuông, diện tích xây dựng tăng 8% theo quý, các dự án lớn chiếm 71% tổng giao dịch, phản ánh nhu cầu tiếp tục tăng cho các khu vực ngoại thành. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá nhà ở giảm 2 điểm phần trăm so với quý trước, xuống 123 điểm sau khi nhiều dự án bị tạm dừng. Giá bán sơ cấp cũng ghi nhận giảm 3% so với quý trước, xuống còn 67 triệu đồng một mét vuông thông thủy. Dự báo chung cho tình hình bất động sản, các chuyên gia của Savills Việt Nam cho biết niềm tin và ổn định đang ở lại thị trường bất động sản trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp và các cải cách quy định toàn diện mới bao gồm các luật kinh doanh bất động sản và nhà ở cũng như các biện pháp tài khóa hỗ trợ của chính phủ.